Chào tất cả anh em. Hôm nay mình trên tay em chiếc vô đồng rớt trơn hai mặt luôn nha anh em. Em này có phong cách đơn giản ha, dành cho anh em yêu mến sự đơn giản, không thích cầu kỳ ha, nhưng mà phải toát lên vẻ sang trọng nha anh em. Đó là em đồng rớt trơn này ha. Số điện thoại anh tiêu đà clip nha anh em. Anh em có nhu cầu tiễn về chơi thì cứ alo mình ha. Trên tay với anh em trước ha. Đây là em rớt trơn đồng hai mặt luôn nha nè. Hàng điêu 100% nha nè. Đáy bằng ha. Chính hãng với bơ Mỹ ha. Hộp đựng giấy tờ, mã vạch chính hãng đầy đủ nha nè. Show kỹ cho anh em xem ha. Với 100%, hộp đựng giấy tờ, mã vạch chính hãng đầy đủ, anh em sử dụng hoặc làm quà biếu quà tặng cũng rất là hay nha anh em. Soi kỹ cho anh em xem, sáng bóng sạch sẽ ha, hàng full box, hai mặt em nó được phay nhám trơn ha. Là đơn giản nhưng mà toát lên vẻ sang trọng, tinh tế nha anh em. Mình bao ship toàn quốc cho anh em chơi ha. Bao test bao chết thoải mái. Anh em xem hình ảnh chi tiết em nó thì vô trang Facebook mình ha. Link ở phần miêu tả video phía dưới ha. Anh em kéo xuống dưới xem giùm. Click vô xem. Kênh Zippo Tuấn Nguyễn ủng hộ mình nha anh em. Lên nhiều clip, nhiều mẫu Zippo cho anh em chọn lựa ha. Hàng này hàng điêu 100% nha anh em, rất là nhạy lửa. Anh em để nhẹ là lên thôi. Show kỹ cho anh em xem ha. Anh em nào kết có nhu cầu tuyển Zippo bên mình thì cứ alo mình ha. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi nha anh em. Rớt đồng ha anh em. Mã vạch đầy đủ ha. Giấy tờ em nó kèm theo chính hãng đầy đủ nha anh em. Rồi tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ha. Chào anh em.